Và Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên nha. Dạ chờ chút xíu anh Ngọc anh. Dạ. Dạ. Ủa chị là từ đâu đến hả chị? Chị Hà Nội. Ồ, chị Hà Nội. Mình đúng là Hà Nội. Chị ở miền Nam nhưng mà chị ra đó công tác. À, chị Hà Nội. Hà Nội, Hà Nội. Còn hàng vlog ốc tiêu gì đâu? Lâu lâu mới lên. Lâu lâu mới lên chị. À, tôi kia hả? Dạ. Ốc tiêu của này nó mất tiêu rồi. Thấy nó rút nó quay ông thầy Minh. Tâm Phúc á. Anh Tâm Phúc. Thôi giờ để chị để cho chị cúng đi ha. Mình bỏ lên luôn cho cậu ơi. Để dài nha. Để dài kim về. Bộ kim về đập. Nghe nè chị quên mua chút, chị gửi cho đứa nào là gì, chị gửi cho đứa nào 200 nhé, bây giờ mua ngang đèn cho chú. Bây giờ ai ở đây thường thì ở đây chị đi cho anh Ngọc. À, anh Ngọc cũng được, anh cũng được. Chị gửi mua ngang với lại một gói thuốc với một lon bia. Dạ. Hồi đó em muốn mua gì anh mua. Này chút xíu anh giao cho anh Ngọc. Chứ là mai sáng anh mua. Ai là đây áo về đập tan dông gì đó đập tan dông. Đây là lớp trưởng đây nè chị, còn đây là lớp phòng, còn đây là tem. Đây chị gửi cho 200.000 đi mua ngang đèn với lại một lon bia với thuốc cho chú. Đây chị gửi ai đại diện mua giùm cho Ngọc. Ngọc mua bác Mai, Ngọc tôi mua. Ngọc bỏ nhanh lắm, từ từ nó chị. Tôi cẩn thận quá ha. Vũ Linh phù hộ cho cái vé số 949 nha, cái đề liên chính của chú Vũ Linh. Wow. 949 đấy. Dạ. Mình không có lận đề nhưng mà mình mua vé số là được phù hộ chúng đấy. Dạ. Có thời gian. Cái này là tiền chị để dành để đi lên mã chú Vũ Linh. Dạ. Dạ. Cái quả ngăn nắp hết. Cái gì cái người mà ít view nhất là Nhi gì? Nhi nè. Chị Nhi. Đây. Nhi. Chị xin lỗi cái này là của chú Vũ Linh đó. Dạ. Số này chú Vũ Linh là chị ở game đó. Đây là của ốc tiêu phải đó. Ốc tiêu hả? Ốc tiêu. Bây giờ ai nhận gì? Đưa vô Nhi cầm luôn đi. Nhi cầm đi. Nhi Minh giữ đi. Cầm cho ốc tiêu luôn đi. Di Minh nó hay ở trên đây. Thôi Nhi Minh giữ đi. Giữ cho ốc tiêu đi. Dạ. Không, cái này là chị dạ. Đưa theo chú Vũ Linh nha, chứ không có người có người không gì dạ. Đó nha. Còn cái anh cái hiệp sĩ áo vàng đâu? Áo vàng đây. Đây áo vàng. Cái này. Cảm ơn, không có giống nhau nha, dạ, tại vì dạ, cái này dạ. Là mỗi lần chị chúng số thì nó dạ. Kêu trên đây. Còn một người nữa là áo gì chị? Cái gì? Anh gì mà ốm ốm sao? Đây anh Giàu. 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 Rồi cái anh này cũng có. Anh Ngọc. Ừ, hết từng người luôn ha. Tâm Sì Phố là bây giờ xuống nhà Hồng Loan nha. Dạ. Tâm Sì Phố với lại Hằng Trần. Nha, cái này là tại của chú Vũ Linh chứ không phải của chị. Dạ. Chú Linh cho lọc thì chị để dành lại chị đưa. Dạ. Có người có người không nha, đừng dạ. Giảm dạ. Nha. Không có đâu chị. Cái mình lọc ai nấy hưởng vậy. Lọc ai nấy hưởng. Lọc ai nấy hưởng. Đúng đâu hồi nãy vô là người ta không có mở cửa thì không vô được. Nên khi chạy đại chị nói nếu mà không cho vô thì chị sẽ không chị có giả là chị cái này xong rồi nhắn là cho vô 5 phút rồi chị đi ra. Dạ. Dạ mà tối tối luôn con. Tối luôn đúng rồi. Dạ. Đây có tối luôn. Nghĩa là mà khán giả vô cũng khán giả gửi cho ốc tiêu 100.000 nha. Gửi cho Di Minh đưa cho ốc tiêu 100.000. Lát em đưa ốc tiêu ha. Ốc tiêu không biết rồi mà. Sẽ đi thôi đưa cho. À chị Nhi. Chị Nhi có gặn ốc tiêu không? Không hả? Dạ. Chị gửi cho Hồ Cằn, gửi cho ốc tiêu đúng không? Cho cho ốc tiêu đúng rồi. Cho chị gửi cho Hồ Cằn. Hồ Cằn đúng, Hồ Cằn cho YouTube đúng không? Hồ Cằn.
Chị là Nhi, lần với lại Nhi đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. À, chị nói là không, chị nói gì là đây là cái lộc của lộc của cộng năm là chỉ cho người có người không. Nên em mình cũng không có nằm trong lộc. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Học càng. Cứ bằng dân có 50.000 là dân tối qua anh cà phê đi dân. Được, được, ok. Đây là cái tấm chân tình của chị mình trong giỏi anh không ra, anh không ra mà. Em nè, em bao cho. Chọc em chứ. Em bao nè. Trăm ngàn không lần nữa cũng... em bao em vậy anh dạ, là dạ, lớn nhất dạ, trong đây luôn em bao cho tại không cho mình cho kìa em cảm ơn đây này là chúc mừng nó cho mình thì gửi cho ốc tiêu là nó đến xa nhưng mà nó là tội nghiệp nhất đấy. Con view nó chỉ thấy có mấy view mấy cái nhiều nhiều lắm mà đưa cho nhịp sống nêu nó đưa cho ốc tiêu câu gì chứ chị ông đưa cho em giống tiêu rồi anh nói dễ quá này anh nói đương Nhi đi đưa cho Nhi đi chỉ cho dạ anh đưa cho chị tối quá chị Nhi đi thôi để mình bỏ đi thôi chị thôi mai điện thoại đi ốc tiêu chạy qua điện thoại ốc tiêu chạy ông bỏ chỗ này làm cái gì à đi là lại thúc hả thúc hả thúc là gì thúc ngày mai gọi chứ hôm nay có chị đến chiều Hà Nội rất là vui vẻ luôn quý chú vậy còn 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 một người hay người gì mà bỏ tờ giấy nhà nên không nhớ để lần sau nhớ đi dạ. Để chị lại chị lại mua giấy số chị ta tả đây tụi em nhớ người đó thế nào người đó mập ốm 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 mà làm gì ở đây từ những cái ngày đầu tiên luôn an toàn hả an toàn an toàn làm từ cái ngày đầu tiên an toàn an toàn à không chú phải kiểu. Chú Thành nhớ Thành, là à, chú Thành Nhí à chú Minh Nhí chú Minh Nhí đúng rồi đúng rồi đúng rồi chú Thành không chú Thành có chú Thành chú Thành là ổng không phải là đầu tiên không phải là đầu tiên nhưng mà sau này là cái kỳ mà ổng vô ấy ổng hay cầm máy thằng này dạ đúng rồi chị gửi cho chú Thành gửi cho chú Thành đi thôi lỡ cầm đi mới cầm luôn đi chị đứng ở đây suốt nè rồi cảm ơn chị nha em gửi cho chú Thành nha chị chú Thành cảm ơn chị nha coi chừng lũ á cảm ơn mấy đứa nha có mấy đứa mới biết được thông tin nghệ sĩ dạ dạ đâu ở đâu cái đường của đây chị thấy đó chị đi đường nghệ sĩ chị giờ chị đi kiếm đường nghệ sĩ để thắp hương của chú anh chị đi Hà Nội mà chị nói tiếng Nam rõ ghê luôn á Nam á đi người Sài Gòn mà. Chị người Sài Gòn hả chị? Đi người Sài Gòn. Hà Nội. Dạ. Bến xe Nguyễn Đình. Mỹ Đình. Mỹ Đình. Đúng rồi. Quên tới đâu ta? Đó là gần bến xe Mỹ Đình ngay chỗ gần cái sân vận động Mỹ Đình. À. Nó thuộc quận quên tới đâu ta? Ở Nam Từ Liêm. Thảo Minh Niên cũng đi Hà Nội nè mà không biết gì hết trơn à. Trung tâm này. Rồi đến đây cái video của Hiền Tiên xin khép lại. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video lần sau nha.